Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 24 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, tối ngày 23 tháng 8, cảnh báo bão đổ bộ Doksuri được đưa ra, tâm bão nằm trên vùng biển cách Eluanbi khoảng 380 km về phía đông nam. Lạc Nhã Nhân, Giám đốc Kỹ thuật của Cục Khí tượng Trung ương cho biết, khu vực cảnh báo trên bờ vẫn bao gồm Hàng Xuân, Bình Đông và Đài Đông. Những cơn gió mạnh cấp 10 đã xuất hiện ở Lan Vũ và bán đảo Hàng Xuân và những con sóng cao khoảng 4 mét đã xuất hiện ở Lan Vũ và Đài Đông. Những cơn gió mạnh từ cấp 9 đến cấp 10 có thể xuất hiện ở phía Bắc và Đông Nam của Tân Trúc, dọc theo bờ biển của bán đảo Hàng Xuân, Kim Môn và Mã Tổ. Vào tối ngày 24 tháng 8, lượng mưa tích lũy từ Hòa Liên đến dãy núi Đài Đông được ước tính là 700-1.000mm, cao nhất ở Đài Loan. Người ta ước tính rằng đảo chính Đài Loan sẽ dần thoát khỏi ảnh hưởng của cơn bão vào 2 ngày tới. Tổng cục Khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo bão Doksuri trên đất liền hồi 20 giờ đêm ngày 23 tháng 8. Tâm bão ở trên mặt biển cách Eluanbi khoảng 380 km về phía đông nam, chuyển hướng tây bắc với hướng kinh tốc độ 10-13 km/h. Tốc độ gió tối đa vùng gần tâm là 48 m/s, khoảng 173 km/h, tương đương với gió cấp 15. Sức gió giật tối đa tức thời là 58 m/s, khoảng 209 km/h, tương đương gió giật cấp 17. Lạc Nhã Nhân, quan chức kỹ thuật của Cục Khí tượng cho biết đã có những cơn gió mạnh cấp 10 ở Lan Vũ và bán đảo Hàng Xuân và ước tính sẽ có những cơn gió mạnh cấp 10-11 ở Lan Vũ và Green Island. Cường độ cấp 9, cấp 10 có thể xảy ra ở Kinh Môn và Mã Tổ. Chiều cao sóng khoảng 4 mét đã được quan sát thấy ở Lan Vũ và Đài Đông, nhắc nhở công chúng chú ý đến sóng và tránh đến bãi biển để tham gia các hoạt động. Về xu hướng lượng mưa, Lạc Nhã Nhân cho biết lượng mưa sẽ tăng dần ở nửa phía đông sau khi màn đêm buông xuống và sẽ có mưa nhỏ ở khu vực Đài Bắc rộng lớn hơn hoặc các khu vực miền núi. Chiều tối ngày 24 tháng 8, nửa phía đông sẽ có mưa rõ rệt, có nơi mưa to hoặc mưa to cục bộ. Ở vùng núi phía Bắc và Nam Bộ, từ chiều tối ngày 24 tháng 8 sẽ có mưa rào xen kẽ. Các điểm nóng về mưa bão sẽ gồm khu vực miền núi Hứa Đồng và Cao Bình. Lượng mưa tích lũy từ khu vực miền núi Hoa Liên đến Đài Đông có thể lên tới 700-1.000mm. Khu vực bằng phẳng Cao Bình cũng ở mức 400-700mm. Bão Doksuri đang đến gần, gió và mưa ở Đài Đông tiếp tục mạnh lên. Lúc 11 giờ trưa ngày 24 tháng 8, một cây bên đường ở ngõ 109 đường Bắc Chính Kỳ phía sau núi Liu đè bẹp điều hòa của 3 ô tô và 1 ngôi nhà, nhưng rất may không có thương vong nào xảy ra. Văn phòng thành phố Đài Đông đã cử nhân viên đến hỗ trợ xử lý và dọn dẹp nó. Chính quyền thành phố Đài Đông cho biết do trời mưa liên tục nên hệ thống rễ cây bên đường ở sườn núi Liu không ổn định, khiến một cây bên đường bị đổ, làm hỏng máy điều hòa của 3 phương tiện đang đỗ và 1 ngôi nhà tại hiện trường. Cơn bão số 5 Doksuri năm nay đã chuyển sang giai đoạn giữa và Cục Khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo trên đất liền vào chiều nay. Đây cũng là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Đài Loan trong 4 năm qua. Cục Khí tượng dự báo gió và mưa sẽ mạnh nhất trong 2 ngày tới. Lạc Nhã Nhân, Giám đốc Kỹ thuật của Cục Khí tượng Trung ương cho biết, ngoài bán đảo Hoành Xuân và Bình Đông, báo cáo này đã thêm khu vực Đài Đông vào phạm vi của vùng cảnh báo trên đất liền. Cục Khí tượng đã đưa ra cảnh báo bão đất liền vào lúc 2 giờ 30 phút chiều ngày 24 tháng 8. Doksuri đi về phía tây bắc từ phía đông nam của Eluanbi với tốc độ 13 km/h, ban kính bão trung bình của gió cấp 7 là 300 km. Cục Khí tượng cho biết không thể loại trừ khả năng nó sẽ mạnh lên thành siêu bão. Người ta ước tính rằng từ tối ngày 24 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8, công viên cây xanh Lan Vũ và Green Island có thể có gió giật mạnh cấp 10 đến cấp 11. Ngoài ra, phía bắc Tân Trúc, bán đảo Hoành Xuân ở phía đông nam, Kim Môn và Mã Tổ có thể có gió giật mạnh hơn từ cấp 9 đến cấp 10 và những cơn gió giật mạnh hơn cũng có thể xảy ra ở các vùng nội địa phía Bắc. Cục Khí tượng dự báo lượng mưa trong 24 giờ tới, điểm nóng về lượng mưa trên đồng bằng tập trung ở Hoa Đông và Gao Ping. Ước tính lượng mưa tích lũy ở quận Hoa Liên và quận Tai Trung sẽ vào khoảng 400mm đến 700mm. Quận Jilan sẽ là từ 200 đến 350mm và quận Gao Ping sẽ là khoảng 200 đến 400mm. Lan Yu cũng trải qua những đợt sóng cao hơn 4 mét. Lạc Nhã Nhân cho biết,
thứ tư và thứ năm là những ngày mà cơn bão ở gần chúng ta nhất. Ngày mai, gió và mưa ở nửa phía đông của hàng xuân sẽ tăng cường. Vào ngày 25 tháng 8, ngoại trừ gió và mưa liên tục ở nửa phía đông, phía nam gió và mưa cũng sẽ tăng lên. Gió và mưa ở Bành Hồ và Kim Môn có thể mạnh dần vào nửa cuối ngày cho đến khi màn đêm buông xuống. Và sẽ có một cơn gió mạnh và mưa gián tiếp ở các khu vực miền Trung và miền Bắc khác vào ngày mai. Cục khí tượng nhắc nhở rằng nếu không có mưa trong ngày 24 tháng 8, khu vực Trung và Kim Môn nên chú ý đến nhiệt độ cao. Đến thứ Sáu, dự đoán có gió và mưa của bão sẽ giảm dần, nhưng mưa ở Kim Môn, Bành Hồ vẫn nặng hạt, đến khi màn đêm buông xuống mới giảm dần. Thời tiết khắc nghiệt ập đến Bắc Kinh, mưa lớn bất ngờ đổ xuống kèm theo gió giật mạnh. Sấm chớp vào tối ngày 23 tháng 8, ở Bắc Kinh bất ngờ có mưa xối xả, đồng thời gió giật mạnh, sấm chớp. Những tia sét thường xuyên thắp sáng bầu trời đêm. Gió mạnh hiếm thấy cũng ập vào Thạch Gia Trang, cây cối bật gốc, mái nhà bị lật tung. Vào tối cùng ngày, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc bất ngờ hứng chịu một cơn bão dữ dội với sức gió tối đa tại địa phương lên tới cấp 11. Mái nhà bị tốc, cây bật gốc và ô tô bị cây đổ đè trúng. Đoạn video cho thấy gió mạnh thổi tới đâu, cát và đá bay tới đó, các mảnh vỡ của tòa nhà bay trong không trung. Bầu trời bị che khuất bởi những đám mây đen và ngày biến thành đêm trong vài giây. Cư dân Thạch Gia Trang cho biết, nhìn xem Thạch Gia Trang mới 6 giờ mà đã như thế này rồi. Rồi gió nữa, tối đến kinh khủng, trời ơi tôi không thể mở mắt nổi nữa, nhìn gió thổi qua đường phố, vâng, nó quá đáng sợ. Thưa quý vị, thời tiết cực đoan ở Trung Quốc vẫn tiếp diễn, ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong lũ lụt do mưa xối xả ở các vùng phía Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc Trung Quốc trong những ngày gần đây. Đồng thời, nhiều tỉnh miền Đông vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao. Vào chiều ngày thứ Bảy, Thượng Hải có mưa lớn, bầu trời dường như đột ngột nứt ra. Từ tối ngày thứ Năm đến sáng ngày thứ Sáu, mưa lớn đã đổ bộ vào khu vực phía Tây của huyện Tự Trị, Bắc Xuyên Cường, Tứ Xuyên, gây ra lũ quét và khiến 13 thị trấn bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Mưa lũ đã làm ít nhất 6 người chết và 12 người mất tích. Một số người nhận định con số thương vong có thể tăng lên. Vào ngày thứ Sáu, do mưa lớn, lũ quét và lở đất đã xảy ra ở vòng ngoài phía nam của huyện Ngô Thành, thành phố Nha An, tỉnh Tứ Xuyên. Chưa rõ thương vong, đoạn video cho thấy một số người đã bị mắc kẹt trong trận lở đất. Cũng có người bị mắc kẹt trong lũ cùng người và xe. Từ tối ngày thứ Hai đến thứ Năm, Long Nam, Cam Túc bất ngờ hứng chịu lượng mưa lớn khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến gần 100.000 người. Tại thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, một cơn bão bùng phát vào khoảng 13 giờ ngày thứ Năm. Mái của một ngôi nhà trong Minxi Home bị gió mạnh thổi bay, cảnh tượng thật kinh hoàng. Đoạn video cho thấy cơn bão còn khiến bức tường ngoài của một tòa nhà cao tầng bị đổ. Cư dân Đan Đông cho biết bên này còn đáng sợ hơn. Sau một cơn gió, tất cả các cửa sổ đều đổ sập xuống. Tối thứ Năm, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên cũng hứng chịu mưa lớn. Tuy nhiên, người dân vẫn xếp hàng dưới mưa. Đoạn video lan truyền trên Internet gây phẫn nộ dư luận. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, nhiệt độ cực cao ở một số khu vực phía Nam tạm thời lắng xuống, nhưng ở Chiết Giang, Phúc Kiến và những nơi khác, chúng vẫn bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao và nắng nóng gay gắt. Tại Thâm Quyến, Quảng Đông, mới đây một cậu bé bán đồ ăn mang đi không chịu được nhiệt độ cao, ngất xỉu vì say nắng và được đưa đến bệnh viện. Theo dự báo thời tiết của Đài quan sát khí tượng, từ đêm ngày 24 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8, Tứ Xuyên, Quý Châu, Hà Nam và các nơi khác sẽ đón một đợt mưa lớn mới có thể gây ra thiên tai như lũ quét, sạt lở đất. Quý vị thân mến, gần đây, nhiều nơi ở Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, gây ra thiên tai và lũ lụt nghiêm trọng. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, vào thứ Hai tuần qua, có 241 con sông ở Trung Quốc có lũ siêu cảnh báo và 24 tỉnh, khu tự trị và thành phố bị thiệt hại do lũ lụt, thiệt hại khoảng 120 tỷ đài tệ. Theo các báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông, lũ lụt ở thượng nguồn sông Gia Lăng, thượng nguồn và trung lưu sông Phúc Giang, thượng nguồn sông Đà Giang và thượng nguồn sông Dân Giang đã vượt quá kỷ lục lịch sử và lũ vẫn đang chảy đến thượng nguồn sông Dương Tử. Lũ lụt đáng kể cũng xảy ra ở trung lưu của sông Hoàng Hà và sông Vệ Hà. Cơ quan quốc phòng cho biết tình hình kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử và sông Hoàng Hà năm nay rất nghiêm trọng. Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử đã công bố tình hình lũ lụt vào chiều ngày thứ Ba, chỉ ra rằng trận lũ số 2 của sông Dương Tử năm nay đã hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử và hồ chứa Tam Hiệp sẽ cũng mở ra đỉnh lũ lớn nhất trong năm nay.
Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự đoán rằng sẽ có mưa lớn ở các vùng phía Bắc Trung Quốc và Đông Bắc Trung Quốc vào ngày thứ Ba và thứ Tư tới. Ở Nam Trung Quốc, đặc biệt là phía Tây lưu vực Tứ Xuyên, sẽ có mưa bão lớn. Lũ lụt ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử ở Trung Quốc đã khiến cho hơn 95 người thiệt mạng. Truyền thông Trung Quốc cho biết 95 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong những ngày gần đây do lũ lụt ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử. Có những lo ngại rằng một cơn bão khác sẽ đổ bộ trong vài ngày tới và lũ lụt sẽ gây thêm thiệt hại về người và tài sản. Truyền thông nhà nước dẫn lời Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết những trận mưa xối xả ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử đã ảnh hưởng đến 16 triệu người. Mực nước của Thái Hồ gần thành phố lớn nhất Trung Quốc, Thượng Hải đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1954. Các khu vực xung quanh có nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng nếu cơn bão số 5 đổ bộ vào gần đó. Đoạn phim từ phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cho thấy một người nông dân đã khóc khi chứng kiến gần 5.000 con lợn của mình bị nhấn chìm trong nước lũ. Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc đã bị lũ lụt do mưa lớn biến thành một bể bơi lớn. Lũ lụt thường xuyên xảy ra trong mùa mưa hè ở miền Nam Trung Quốc, nhưng năm nay đặc biệt nghiêm trọng với mưa lớn đổ nhiều xuống khu vực trong tuần này. Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường hồi tháng trước cảnh báo El Nino năm nay có thể làm tăng nguy cơ lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử và sông Hoài. Năm 1998, El Nino gây ra lũ lụt tồi tệ nhất trong những năm gần đây ở lưu vực sông Dương Tử, khiến hơn 4.000 người thiệt mạng. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo của chương trình.